Hello, mình xin chào các bạn. Đấy, mùa mưa bão đang đến gần rồi các bạn. Đấy, TV nó bị dấu hiệu ẩm thấp hư khá là nhiều các bạn ơi. Dạo này mình sửa TV hơi nhiều nên là mình không có thời gian quay video nha các bạn. Đấy, tình cờ hôm nay mình đang nhận được một cái bo đời mới rồi các bạn. Cái bo này khá là mới nên mình làm video cho các bạn cùng xem nha các bạn. Đấy, đây trên tay mình đang cầm là một cái bo 55X 86G nha các bạn. À, cái bo này thì lúc đầu bạn thợ bạn nói là bị hai nháy hoặc là ba nháy các bạn. Bạn kêu hai hay ba mình không nhớ rõ nữa. Đấy, hai nháy hoặc ba nháy, nhưng mình thấy là khu vực này là làm cày sới tung hết lên rồi nha các bạn. Đấy. Điện chở keo cạo hết rồi, tụ điện là cày hết lên rồi các bạn. Đây dưới đây mình thấy kho này, ký tên đây các bạn. Đây cũng tháo luôn cả con IC này ra, không biết để làm gì các bạn. Đấy. Chắc có thể là xem video của mình là nghĩ con đó là mở nguồn USB, nhưng mà hai con này là hai con mở nguồn cho USB nha các bạn. Đấy, cái này có hai cổng thôi nè. Còn cái con này mình nghĩ là nó mở nguồn cho những cái thiết bị khác các bạn. Mà cày như vậy mình nghĩ cái máy này khả năng là chạy nó hơi khó ha. Sửa tung tóe hết lên. Trong khi đó hiện tại mình mới cắm, mình test vô máy thì mình thấy là cái bo này nó hết chạy các bạn. Nó chả còn chớp đèn, nháy đèn đỏ gì hết. Hiện tại nhà mình có một cái bo này là cái bo dòng X9000H các bạn. Mình thấy nó có cái khu vực nguồn 5V này các bạn. Nó khá là giống cái khu vực bên đây các bạn ơi. Mình thấy hai con IC này số nó giống nhau nè. Đấy, khu vực nguồn hồi tiếp giống nè, tụ nè. Đấy, các bạn thấy khu vực này là hai khu vực này nguồn 5V là giống nhau 100% nè các bạn ơi. Cho nên mình khả năng là mình sẽ dọn lại khu vực này xem coi có cứu lại được cái bo này cho bạn thợ không ha. Đấy, mình sẽ thay IC này qua. Rồi mình xem những cái giá trị điện trở ở cái bo bên đây là xem nó còn tốt không bạn. Nếu nó lỗi thì mình sẽ sàng cái bo này qua luôn các bạn. Để mình xem coi lý do tại sao nó mất cái nguồn 5V. Bạn nói là cái đóng cái cầu chì nó này vô nè các bạn. Đây có cái cầu chì nè. Đấy, nó đứt cái cầu chì hoài. Bây giờ mình sẽ phân tích sơ trên cái đường này là lý do tại sao nó đứt nha các bạn. Sửa được hay không thì bây giờ mình cứ tiến hành mình sửa trước rồi các bạn. Đấy, được hay không được gì thì mình cũng quay video cho các bạn được trải nghiệm khi mình sửa những cái bo đời mới các bạn ha. Cái này là do bạn chưa có kinh nghiệm nữa các bạn để ý nè. Đây mình lấy mát cái que đỏ xuống mát ha. Mình đo trở kháng, các bạn thấy cái đây là cái nguồn vào nè, nguồn lớn vào nè. Qua một cái cầu chì này, bạn nói chuyên gia đứt cầu chì này. Này có khui tụ cái điện trở lên. Mình thấy cái trở kháng tại đây là thấy nó đang có dấu hiệu là bị chập nha các bạn. Đấy, nó chập như vậy các bạn không thể đóng cầu chì được các bạn ơi. Nếu đang chập như vậy các bạn đóng như là thua ha. Lúc đó mình sẽ đo trở kháng nguồn ra. Thì chờ kháng nguồn ra thì mình thấy cái đồng hồ của mình nó đang lên một xíu các bạn. Này, nó cũng có giống như đầu vào đầu ra chập giống như là giống như thông các bạn. Thông thường bằng nhau ha. Đấy, mình sẽ lấy cái bo này mình đo cho các bạn xem là đầu vào đầu ra trên cái bo này thì sao đây. Đây các bạn. Cái đầu vào chắc chắn nó phải không nhúc nhích rồi ha. Không nhúc nhích là đầu ra coi. Đấy, đầu ra nó nhích lên một xíu nha các bạn. Đấy, tất cả những cái nguồn 5V đầu ra đều nhích lên một xíu. Mình xem cái đầu này nó nhích lên nhiều hay ít. Đấy, nó cũng nhích lên nhiều hơn ha, nhiều hơn cái bo kia. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình khò những cái con linh kiện mà bạn kia bạn có khò nè. Những cái con này mình khò lại cho nó êm lại các bạn. Đấy, mình thấy các bạn kia bạn khò nó cháy hết cái dưới này rồi. Bây giờ trước mắt là mình sẽ cho cái miếng dán này mình dán vô để bảo vệ nha các bạn. Bảo vệ mấy cái mủ xung quanh là trong quá trình mình khò nó không làm cháy, nó không làm xấu cái bo ha. Đấy, mủ xung quanh này nó không bị ảnh hưởng vô cái bo. Trước mắt là mình không biết là do nó chạm tụ hay là nó chạm cái linh kiện gì các bạn. Mình sẽ tháo đây này, mấy con này IC này mình khò lại đây. Mình cho miếng mỡ vô nữa các bạn. Đây có hai con IC này mình thấy chân tay là cũng siêu vẹo, mình chỉnh lại xíu nha các bạn. À, mình chỉnh hai con này, mấy con IC mở nguồn USB là bạn kia bạn khò bạn để nghiêng cái siêu vẹo là mình chỉnh lại để cho nó đó, cho nó chuẩn trước đi các bạn ơi, để trong quá trình mình test nó không có chạm chập ha. Đây tụ này thấy khui ra rồi mà gắn vô không có ngày ngắn ha. Đấy, mình khui hết mấy con là khui ra rồi, mình đo lại coi sao đây. À, mình đo vô trở kháng thì vẫn thấy cho chập nha các bạn. À, đầu ra coi, đầu ra vẫn chập, đầu vào vẫn chập, mình tiến hành mình tháo đi xe luôn nha các bạn. À.
khi mình khui hết tụ ra vẫn chập là mình sẽ tiến hành mình tháo IC ra các bạn ơi. Đó, mình tháo IC ra xem coi còn chập không ha. Sau khi mình tháo IC ra mình thấy là cái đầu vào hết chập rồi các bạn. Đầu ra coi. Đầu ra là cũng không còn dấu hiệu chập nữa các bạn. Vậy là chứng tỏ con IC này là nó bị chết rồi nha các bạn. Đấy. Mình thấy đầu ra đâu còn chập gì đâu. À, đầu vào cũng hết chập luôn rồi các bạn. Vậy là con IC này chết rồi ha. Các bạn thấy ở đây có ba con điện trở này các bạn. Ba con điện trở này là nó sẽ lấy từ cái nguồn ra này các bạn. Nó thông qua cái lỗ ghi này nó đi về ha. Nó qua hai con điện trở này, phân cực đi vào IC và qua điện trở dập mát này các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo một cái điện trở này ra bỏ ra ngoài các bạn. Đó. Để mình đo ha. Đây. Để mình đo xem coi là cái ba con điện trở này xem coi nó có hư không. Đây mình tiến hành cho mình sẽ đo cái con đầu tiên xem coi là nhiêu ký đây. Con này là nó có chỉ số là 15 ký nha các bạn. Đấy, con này nếu 15 thì con trong này sẽ là 39 các bạn ơi. Đấy, 39 ký y như mình suy đoán luôn ha. Con dập mát sẽ là 10 ký các bạn. Đấy, chính xác 10 ký, vậy là ba con điện trở này không hư các bạn. Vậy là cái máy này là nó chỉ có bị nó bị lỗi IC thôi các bạn ơi. Mình sẽ gắn điện trở lại hết này ha. Đó. Tiếp tục là mình sẽ làm bi lại các bạn. Mình muốn đóng con IC kia qua là mình phải làm bi lại nha các bạn. Mình thấy cái máy này giống như bạn thợ kia hình như có tháo con IC ra rồi sao các bạn. Chân bi nó không còn được dày nữa các bạn ơi. Đấy, mình phải làm mấy cái chân bi này lên này cho nó u u lên nè các bạn. Đó. U mấy cái chân này lên để mình đóng con IC kia qua bị dễ nha các bạn. Đó. Mình sẽ tiến hành mình đóng hai cái cặp tụ lại các bạn. Thường là cái con đầu vào là con to này các bạn ơi. Đấy là mình gắn bên đây ha. Thợ kia bạn tháo ra bạn quên bạn gắn cho cái con to thành đầu ra, con nhỏ thành đầu vào nên nó gắn vô không vừa các bạn. Cái này là mình để cái con gắn cho nó sát vị trí bên ngoài để cho nó chống bên trong này ra này. Để cho khi con đi xe này chạy mát nha các bạn. Với lại khi mình làm việc gần khu vực này cho dễ ha. Đó. Hai cái bo này nó khác model nhưng mà nó chạy chung cái con IC các bạn. Mình dò mình thấy là nó số nó chung ha. Đó, mình thấy con này khò ra khá là khó nha các bạn. Trong khi đó cái con bên đây hồi nãy là mình khò ra mình thấy khá là dễ. Mình thấy các bạn thấy mình làm cho bi nó hơi u lên ha. À, các bạn không cần phải lo lắng vấn đề là sợ là cái mát nó cao hơn nha các bạn. Các bạn chỉ cần cho vô nè. Đó. Khi các bạn cho vô như vậy là nó cái mát nó cao như vậy các bạn ấn xuống nó tẹt ra này các bạn. Đó. Ấn xuống nó tẹt ra như vậy là chì nó sẽ trôi ra ngoài các bạn ơi. Sau đó mình phải tiến hành mình khò mình lắc là cho IC nó chạy vô ha. Cái chì nó dư nó chạy ra ngoài là bắt đầu mình sẽ tiến hành mình vớt đi nha các bạn. À, các bạn phải làm cho nó u lên vậy nó dễ các bạn. À, như vậy là cũng ok rồi các bạn. Tiến hành vệ sinh đi là mình sẽ đo lại ha. Cái con IC chết này mình để ra ngoài này ha. Đó, để lỡ may mà tí mình đóng vô mà cái bo này chết chip thì mình gắn mình trả lại các bạn. Lột này ra luôn. Tại vì nãy mình có test vô máy thử rồi các bạn. Mình thấy đâu có đèn báo, đâu có chớp đèn đỏ gì đâu. Trong khi đó cái bo này khi bạn gửi cho mình sửa thì bạn báo là còn chớp đèn đỏ các bạn. Bạn báo là hai nháy hay ba nháy lúc con đi xe ở dưới này mình thấy nó còn tung ra nữa. Ký tên đâu ký ngay chỗ hư các bạn. Đúng ra ký tên trong này ha. Mấy mối bạn nào mà có gửi sửa là không ký tên ngay chỗ hư nha các bạn. Đấy, khi mình làm mình vệ sinh là mất chữ ký là lúc đó là không đổi thừa mình là mất bo ha. Lỡ rồi mình sẽ mượn luôn cái cầu chì bên đây qua nha các bạn. Đấy, mấy cầu chì đi kiếm nó khá là khó các bạn ơi. Nhỏ xíu à. Mình sẽ lấy bên đây qua luôn cho nó dễ ha.
bé xíu xíu các bạn. Cái này nãy mình có vệ sinh sạch hết đi rồi, mình chưa có gắn cái cầu chì các bạn. Với những cái dòng bo này các bạn khò là các bạn phải nhớ cho mỡ vô ha. Đây là nhỏ xíu, mình không có mỡ mình khò là dễ bị phù bo lắm nha các bạn. Các bạn phải cho mỡ vô đầy đủ ha. Tiến hành mình vệ sinh nốt chỗ cái cầu chì luôn nha các bạn. Lúc mình khò cái cầu chì đó thay vô mình vệ sinh cho sạch hết đi. Mình xem IC trên IC các bạn ơi, mình thổi sơ đi. Mình ngó lại trên IC nha các bạn. Mình thấy cái con IC này đóng khá là vất vả các bạn. Chân nó ăn cũng khá là ok các bạn ơi. Bạn nhìn nè. Đấy, chung quanh chân nó phải ăn trắng như vậy nha các bạn. Đấy, mát là bên dưới đây mình, cái bo này mình tháo cho các bạn để ý nè. Các bạn thấy không? Chân nó cái mát ở giữa nó rất là lớn các bạn. Chung quanh chân nó bé tí nữa các bạn. Mục đích của mình là mình phải làm cho những cái chân xung quanh này, bên bi nó lồi lên nha các bạn. Nó lồi tất cả những cái bên bi xung quanh này lên không các bạn, cái đường mát này nó lồi lên. Khi các bạn đóng cái xe vô các bạn ấn vô phát là tất cả chì trong đây nó sẽ phòi hết ra ngoài, nó không bao giờ chập được nha các bạn. Còn các bạn mà để như vậy các bạn đóng vô là cái chân xung quanh nhỏ xíu này nó sẽ thiếu chì các bạn, không bao giờ chạy được ha. Đấy, sau khi mình xử lý rồi, bây giờ mình sẽ ra mình kiểm tra mình thử lại các bạn. Sau khi mình đã hàn cái con IC bên dưới này lại y như cũ rồi. Đây này, trong quá trình mình đóng cái cầu chì vô mình khò tới khò lui nó vẫn còn chảy ba cái nhựa thông ra các bạn. Chữ ký đây nằm ngay đây, ký trên ký dưới đó các bạn, ký ở trên này rồi còn ký ở dưới nữa. Giờ sẽ tiến hành mình mang cái máy mình ráp cho mình thử các bạn ơi. Đây các bạn, nhà mình có cái máy sát mình nãy mình có tháo sẵn ra để mình gá cho mình thử xem coi nó có báo lỗi hay không đó các bạn. Mà mình thấy chả báo lỗi gì hết thì mình sẽ tiến hành cho mình làm đại các bạn ơi. Đấy, thì mình gá sơ đây, mình gắn vô ha. Cái máy này hiện tại giờ là mình chỉ cần thử cho nó chạy là được nha các bạn, cho nó mở bắt line là được thôi, cho nên là mình sẽ không cần thiết phải gắn đủ hết cáp các bạn. Tại cái màn hình này của mình là nó cũng bị lỗi rồi, chủ yếu là mình có cái máy để mình test, mình sửa cho chạy thôi các bạn. Cái cạc wifi khỏi gắn đây, dây mắt nhận, dây mắt nhận gắn vô để test ha. Đấy, chính do mình có mấy cái xác máy để mình test nó dễ các bạn. Đây là cái máy của mình đang test này các bạn. Cái máy này mình đang test trên cái máy 55X86G nha các bạn, 86-85 chạy chung các bạn. Mình sẽ tiến hành mình cắm điện thử ha, chuẩn bị sẵn hết. Đấy, sau khi mình cắm điện thử bắt đầu mình sẽ đo đạc các bạn. Mình sẽ đo đạc coi, tại vì cái máy này của mình, cái này mình để nhẹ nhẹ, mình không cần bắt ốc quá. Mình đo cái nguồn đấy ra chưa. Đây nó có, đây cái nguồn nó ra đủ nè các bạn. Nó ra được 5V2 nha các bạn. Đấy, optical mình thấy có dấu hiệu sáng lên rồi nè, sáng lên cái là tắt đi các bạn. Đấy, optical nó sáng lên là tắt đi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bấm thử các bạn ơi. Đấy, mình bấm thử coi máy của mình chạy, máy của mình đã có đèn báo nha các bạn. Đấy, đèn báo và cái mâm led bắt line sáng rồi nè các bạn. Đấy, nó sáng như vậy là chứng tỏ là cái máy của mình nó đã chạy tốt rồi nha các bạn. Đấy, bo vị là nó đã lên ok các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo đạc sơ những cái mức nguồn ở trên cái bo dòng này để khi các bạn gặp thì các bạn cũng biết là nguồn nó bao nhiêu vôn ha. Đây các bạn, các bạn nhìn chung quanh ở bên trên này hầu như là nó không có nhiều nguồn các bạn. Ở bên dưới nó mới nhiều các bạn ơi. Đây nó có một cái nguồn 5V này. Đây kế tiếp đây mình xem qua, đây nó có cái nguồn này là nguồn mấy vôn đây. Đây nó có loạt tụ ở đây, là mình nghĩ đây là một cái nguồn ha. Đấy, đây nó có cái nguồn này chính là cái nguồn 3V3 ha các bạn. Đấy, rồi dưới đây thì mình thấy chỗ khu vực này nó cũng có một con tụ này, không biết là nguồn này nhiều đây. Đấy, khi các bạn làm các bạn có thể đo thử ha. Mình đang đo thử cho các bạn xem nè. Cái nguồn này hiện tại nó chưa có chạy các bạn. Mình nghĩ cái nguồn này nó đang chạy cho cái thẻ nè. Đấy, cho nên là nó không có nguồn ra. Còn đây là khả năng là nguồn cho âm thanh các bạn. Âm thanh nó chạy 12V các bạn ơi. Cái này mình không bắt ốc là mục đích. Cái mục đích chính của mình là mình sẽ nhấc cái bo này nhẹ nhẹ lên các bạn. Đấy, mình nhấc cái bo này nhẹ nhẹ lên ha. Để mình lật cái bo này nó ngược lại các bạn. Đó, các bạn thấy ở dưới này nè, với phong phú nè các bạn ơi. Mục đích chính của mình là mình để cái bo nó không bắt ốc để mình đo tất cả các nguồn ở bên dưới này cho các bạn xem là nó bao nhiêu ha. Đây các bạn, đây nó có một cái nguồn này là cái nguồn cấp cho con IC này, giống như con pit đó, con IC mới cấp trước. Nguồn cấp trước cấp ở đây 3V3 các bạn. Bây giờ nó có rất là nhiều tụ ở đây. Đây nó có một cái biến thế này là chắc là nguồn ra ở đây rồi.
Đây là 1.8 nha các bạn. Đây biến thế này xem là bao nhiêu đây. Đây là 0.71V các bạn ơi. Đây có một biến thế nữa xem nhiều đây. Cái này cũng 0.7 luôn các bạn. Chạy nguồn khá là thấp các bạn. Đây đây có thêm nguồn nữa là nhiều đây. Cái này là 0.8 các bạn ơi. Nguồn thấp xịt đó các bạn. Rồi đây thêm một cái nguồn cuối cùng, đây là nguồn nhiều đây. 1V các bạn. Đấy, các bạn thấy toàn là những cái nguồn thấp không ha. Hầu như tất cả các nguồn ở đây là nguồn 1V và 0.mấy V các bạn. Chút xíu này còn có thêm cái nguồn khuyến mãi, đây là cái nguồn gì đây. Đây mình đo cái này xem nhiêu đây. Cái này là 1V1 nha các bạn. Đấy, bạn nào xem video của mình sau này có muốn biết cái nguồn nó bao nhiêu thì các bạn có thể xem video ha. Đây mình xem cái này cái nguồn là nhiêu, 1V8 các bạn. Đấy, nguồn này chính là nguồn 1V8 ha. Đây nó có thêm một cái nguồn nhỏ xíu đây, chắc đầu vào bên đây là vào xem nhiêu đây. Vào là 5V này, ra xem nhiêu các bạn. Ra là 0.92 các bạn ơi. Xem như là cũng 1V luôn các bạn. Hầu như tất cả những cái bo, những cái nguồn trên cái bo đời mới này là hầu như là chỉ có 3V3 và 1V, 1V8. Đấy, 0.mấy thôi các bạn, 0.7, 0.8 thì xem như cũng là 1 các bạn. Nó hơi tụt áp nhẹ xuống nó ra 0.7, 0.8 nha các bạn. Đấy, video của mình hôm nay là mình trải nghiệm sửa một cái bo nó bị chớp đèn đỏ 3 cái. Theo mình nghĩ là 3 cái nó mất nguồn 5V các bạn. Nó hư nguồn 5V nhưng mà nó chết IC. Thì bạn thợ bạn cũng có tháo ra, mình nghĩ là tháo ra kiểm tra biết chết IC rồi nhưng mà không thể có IC để thay các bạn. Do trên đây mình làm nhiều, mình có nhiều những cái bo bị sét đánh thì nó vẫn còn những cái linh kiện ngoại vi khá là tốt các bạn. Đấy, mình thay vô thì cái máy của mình nó sẽ chạy như zin nhé các bạn ha. Rồi video đến đây là hết rồi nha các bạn. Đấy, bạn nào có nhu cầu sửa chữa bo vị thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp của mình qua số Zalo ha các bạn ha. Đấy, các bạn gửi cho mình nhớ là ghi cái địa chỉ và số Zalo của các bạn. Đấy, trên cái bo này hoặc là trong hộp giấy để khi mình nhận bo là mình có thể là mình gửi lại cho các bạn dễ dàng hơn các bạn ha. Xin chào tất cả các bạn.